rất là mới. À, đó chính là món ăn từ kỳ này đây. Các bạn có biết đây là gì không? Đây là lá sen đá. Ở Việt Nam mình gọi là lá sen đá. Nè, đây là lá sen đá. À, bạn nhìn thấy ha, đây là lá sen đá. Ok. Lá sen đá. Ok nào. À, ở Việt Nam mình trồng khá là nhiều cái loại sen đá này. Đây là lá sen đá. Vì sao mình gọi nó là mới? Bởi vì là mình đi tìm ở trong tài liệu tiếng Việt trên Google những cái thực phẩm hoặc là đã có từng cái ai ăn ở món này hay không thì mình không thấy. Xong đó rồi mình tìm ở tài liệu tiếng Anh là Stone Lotus Leaf nhưng mình không thấy. Sau đó mình chuyển sang là Stone Lotus Flower thì mình đã thấy. Thấy nhưng mà cũng không thấy muốn ăn nữa. Nhưng mà mình tìm ở tài liệu tiếng Trung rồi tài liệu tiếng Nhật thì mình thấy mọi người đã sử dụng cái loại lá sen đá này trong cái vấn đề điều trị những bệnh nhân bị tiểu đường, những bệnh nhân bị cao huyết áp. Mình thấy khá là thú vị. Và điều đặc biệt nữa là mình đã ăn cái thực phẩm này ở ngoài hàng quán của người Đài Loan khá là nhiều lần. Và hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn cái món thực phẩm yêu quý đó mà các bạn đã thường thấy ở xung quanh các bạn nhưng mà các bạn không sử dụng. À, hãy yên tâm đi, về mình đã sử dụng nó khá là lâu rồi, cho nên đó là thực phẩm ăn được. Và mình cũng không biết chắc tất cả các loại sen đá mà bạn trồng bạn thấy đều có thể ăn được hay không, hay là chỉ có loại sen đá này. Bởi vì là mình chỉ nhìn thấy cái loại sen đá này thôi, cho nên mình sẽ giới thiệu các bạn cái loại sen đá này. Đây là một cái loại sen đá mà nó cái lá nó có hơi màu màu hồng hồng ấy các bạn, màu hồng hồng nó như thế này. Là một loại sen đá rất là thông thường, mình nhìn thấy người Đài Loan trồng khá là nhiều ở hàng rào. Và người ta đương nhiên là người ta vẫn trồng những trong những cái chậu rất là nho nhỏ đặt ở trên những cái bàn làm việc, bởi vì những cái chức năng rất là đặc biệt của sen đá mang lại trong không gian làm việc chắc là bạn đã biết rồi đúng không? Nhưng mà trong vấn đề ăn uống thì chưa được biết đến. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái chức năng và những cái vai trò của cái lá sen đá này được sử dụng trong thức ăn hàng ngày như là một cái vị thuốc mà những bác sĩ gọi là bác sĩ đông y á, người ta nghiên cứu rất là sâu sắc, mình tìm hiểu thông qua họ và mình chia sẻ với các bạn. Thứ nhất, đó là về thành phần dinh dưỡng. Thành phần dinh dưỡng của cái loại lá sen đá này thì đầu tiên phải kể đến đó là lượng protein thô, chất béo thô, một lượng chất xơ có chứa phosphat, canxi, kali, natri, magie, sắt và một số khoáng khác nữa. Về góc độ vitamin thì có vitamin C, B1, B2, B6, có axit folic, có axit nicotinic, có beta carotene. Người nước nào được sử dụng cái này đầu tiên mình chưa tìm hiểu, nhưng mà hiện tại thì ở Nhật Bản và Đài Loan đã sử dụng cái loại lá sen đá này trong việc điều trị cho những bệnh nhân bị tiểu đường, những bệnh nhân bị cao huyết áp. Mình tìm hiểu thông qua các bác sĩ đông y ở tại Đài Loan và người ta sử dụng loại lá này để đi chích một số hoạt chất đặc biệt trong điều trị bệnh và cũng như người ta sử dụng hàng ngày trong một số bệnh nhân và cũng như những người bệnh thông thường cải thiện những cái chức năng cơ bản. Thì vậy thì chức năng quan trọng của cái lá sen này đó là gì? Thứ nhất phải kể đến là hạ đường huyết, huyết áp và huyết áp cao. Thì bạn thấy đó, hồi nãy mình nói là được đặc trị trong sử dụng bệnh tiểu đường và đường huyết ở Nhật Bản, thì điều này cái chức năng đầu tiên phải kể đến là hạ đường huyết, huyết áp và huyết áp cao. Chức năng thứ hai là bài tiết axit uric, ure huyết và điều trị tiểu đường, cải thiện chức năng miễn dịch. Thứ ba là rất là hiệu quả trong vấn đề nha chu bị sưng viêm á, hay những bệnh ngoài da, những bệnh tá tràng và hệ tiêu hóa. Thứ tư là loại bỏ hôi miệng, đau miệng, táo bón. Thứ năm là giải độc, giải khát. Thứ sáu là làm chậm độc tính gan, ung thư gan mãn tính, xơ gan, ngăn ngừa ung thư gan và chuyển hóa chức năng gan. Ok, và những cái chức năng mà bạn thấy rất là thú vị đó rồi. Như vậy thì mình sử dụng cái này như thế nào? Đó. Đầu tiên bạn nếm thử cái này ấy. Đợi một chút mình đi rửa đã nha. Đợi một chút mình đi rửa cái này vào mình nếm thử cho các bạn xem. Đây. Mình đã rửa sạch và hôm nay mình ăn khoảng 15 lá sen đá này.
bạn nhìn lại một lần nữa để biết được cái loại sen đá mà mình dùng nhé. Đã, ok. Đã. Thì các bạn trồng ở lan can hay ở trong vườn nhà thì chỉ cần là vứt cái lá và rửa sạch đều có thể ăn. Đó. À. Ừ. Thế rồi cảm thấy cái lá sen này nó có cái vị chua nhẹ nhẹ. Vị chua nhẹ nhẹ. Mới đầu cắn vào thì cảm giác nó là giòn tan, rồi cảm giác một vị chua rất là nhẹ nhẹ, thanh thanh, rất là dễ chịu. Thứ hai là thông thường thì mình ăn cái này như thế nào, là bạn có thể mình tìm thấy ở hàng quán người Đài Loan thì người ta chỉ sử dụng trực tiếp cái này, đôi khi người ta chấm với mật ong và pha mật ong một tí nước để người ta ăn, có đôi khi thì người ta thêm một ít sữa và đôi khi thì người ta thêm táo hay hoa quả khác để trở thành một cái món smoothie, một cái món sinh tố để người ta sử dụng thông thường. Với bản thân mình thì trong suốt khoảng 2 tuần qua thì mình mỗi ngày mình dùng thì chỉ có khoảng 3 lá thôi, ba lá như thế này. À, mình kết hợp với các loại hoa quả khác và cũng như là yến mạch để mình ăn sáng. Nhưng mà hôm nay mình muốn làm một cái món là chỉ duy nhất là cái này, cái lá sen này, mình chỉ thêm sữa chua để nó tạo thành là một cái món ăn thôi, mình không thêm những cái gì khác. À, một cái điều mình chú ý mà muốn nhắc bạn chú ý là cái lá sen đá này nó có tính hàn, tính giải nhiệt, vì vậy cho nên là khi sử dụng để bạn kiểm soát được cái hệ tiêu hóa của bạn nó hoạt động tốt, hoặc là bạn chưa quen với loại thực phẩm này thì bạn sử dụng một lượng rất là ít, và sau đó thì các bạn tăng dần lên khoảng 3-5 lá. Ví dụ hôm nay mình có thể sử dụng 15 lá, nhưng mà không phải ngày nào mình cũng xài, có thể là một tuần mình mới xài một cái lần như thế này, còn những ngày hàng ngày thì mình chỉ xài một vài ba lá thôi để kết hợp với những loại hoa quả khác để làm dịu mát cơ thể. Và nếu để đề phòng, để cân nhắc những cái vấn đề như là hoa quả có những cái tính hàn làm khó khăn cho các bạn trong cái việc buổi sáng ăn uống, thì bạn chú ý bổ sung thêm gừng. Mình gần như là bổ sung thêm gừng, gừng làm ấm cái cơ thể của bạn. Mình đã cắt sẵn gừng ở thành sợi thế này và để trong tủ lạnh, mỗi lần mình xài vài ba sợi thôi. Ok, hy vọng là các bạn sẽ có nhiều sáng tạo hơn nữa, thật sự là nhiều sáng tạo để kết hợp những cái lá sen này trong những cái việc là tạo ra những cái món nước uống hay là những cái thực phẩm mà các bạn ăn cảm thấy rất là thú vị và đặc biệt là giúp ích cho sức khỏe của các bạn. Điểm đặc biệt nhất mình muốn nói đối với người đồng bình thường đó chính là nó cải thiện hệ miễn dịch của bạn. Bởi vì một cái lượng vitamin C rất là lớn như mình đã trình bày phía trước mà, đúng không? Ok, và hôm nay cái món của mình bắt đầu cái món của mình thôi. Đây, mình cho hết cái này vào máy xay. Mình cho vài sợi gừng, chỉ có vài sợi như thế này thôi bạn ạ. Gừng thơm quá. Mình cho sữa chua, sữa vì cái này nó không có sữa chua thì bạn không xay được, không có lỏng dung dịch lỏng thì bạn không xay được, mình dùng sữa chua. Bạn có thể dùng một tí mật ong với nước cũng có thể xay được rồi. Rồi xay. Màu xanh rất là đẹp, đúng không? Hơi ít. Ok, rất là đẹp. Rất là ngon các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Hy vọng đây là một cái video có ích cho bạn. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ, chúc các bạn luôn luôn khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần. Bye bye. Bye bye.